Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay thì chúng tôi lại lên sóng cho quý vị các bạn một chiếc máy bơm nước hàng mini xách tay. Thời gian gần đây thì rất là nhiều bác liên hệ Điện Máy Bình Sơn hỏi tại sao không có những cái dòng máy bơm nước dòng mini xách tay này. Thì thực sự chia sẻ với quý vị các bạn luôn là đợt này lô hàng về nó không được đẹp, mà mình mua nó hay bị chết sơn sên quá nên là mình không lấy. Và thi thoảng vụ bãi ấy, hoặc là bên đầu kia nó có những cái chiếc máy nào hàng hệ thì mình mổ thôi. Còn những cái ôm xô á, hàng nó chết nhiều quá nên mình không ôm. Rồi hôm nay mình về được một chiếc EH09-3. Rồi xin mời quý vị các bạn đến gần hơn, các bạn có thể thấy rõ hơn. Dòng này thì các bạn yên tâm, không mình có nhá nhầm gì rồi, bởi vì nó là Robin EH09. Nếu anh em nào mà xài những cái đầm Mikasa MT55 ấy, hoặc là Hitachi ZV55 ấy, thì các bạn không lạ gì cái động cơ Robin này rồi. Thì với cái động cơ Robin EH09 này, nếu các bạn muốn mua mới mà hàng sản xuất ở Trung Quốc ấy, tức kể cả hàng chính hãng sản xuất ở Trung Quốc, thì các bạn sẽ bỏ ra số tiền là gần 8 triệu để mua nguyên cái động cơ này nhá. Thông tin các bạn lên mạng các bạn search luôn Robin EH09 xem là bao nhiêu tiền đầu đầm ấy. Đó, động cơ này chính là động cơ đầu đầm luôn. Nên là các bạn hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng của nó. Mà động cơ Robin này lại là sản xuất tại Nhật luôn, chứ không phải là sản xuất tại Trung Quốc. Đây các bạn thấy không? Subaru này, Fuji Heavy này, Industry Tokyo Japan này. Đó các bạn thấy không? Đó. Con này thì siêu mới 95%. Siêu mới, các bạn nhìn lốc này, các thứ chi tiết cực kỳ đẹp. Đây, củ xả, bô xả này, mới tinh, không gọn, lốc này, EH09. Được chưa ạ? Siêu mới, 4 chân, có cao su giảm rung, ốp giật, công tắc, cực kỳ đẹp. Bình xăng nhựa nha anh em nhá, chế hóa khí Mikuni, tiết kiệm nhiên liệu. Rồi, thông số của bơm này thì đây, các bạn có thể thấy được, mã của nó là MP2530 nhá, MP2530, họng hút xả là 25mm. Con này lưu lượng nước là 140 lít trên 1 phút. Và các bạn có thể chạy được một cái cột áp total head là 36m. 36m thì kinh khủng khiếp đấy các bạn, đẩy trâu lắm đấy. Thì các bạn có thể ứng dụng những chiếc này vào làm màu này, tưới rau này, làm vườn này, rồi trồng cây ăn trái, tùy theo các bạn, rất là nhiều ứng dụng. Dòng này thì miễn rồi, đẳng cấp rồi. Giá của nó mình công khai luôn là 3.500.000. 3.500.000 cho một chiếc bơm Subaru EH09, hay gọi là bơm Robin EH09 EH nha các bạn nha. EH, EI khác nhau hoàn toàn luôn. EI là đẳng cấp dưới, còn EH là đẳng cấp trên. 3.500.000. Nếu các bạn nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ với Điện Máy Bình Sơn. Chiếc này mini xách tay rất là nhỏ gọn thôi, dòng này tầm hơn chục cân thôi là các bạn có thể dễ dàng xách tay di chuyển rồi. Nó ở cùng phân khúc với GX100 ấy, nhưng mà con này thật sự luôn chạy cực kỳ hay. Nếu mà các bạn đã chạy qua đầu đầm rồi, các bạn biết như cái con máy đầm cấp cũng đều sử dụng động cơ Robin và động cơ Subaru EH09 hết. Rồi một lần nữa thì cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nếu các bạn có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ với Điện Máy Bình Sơn nhá. Và nhớ đừng quên đăng ký, bật chuông thông báo để liên tục cập nhật những cái video mới nhất. Thì khi chúng tôi lên những cái dòng sản phẩm mới thì các bạn sẽ biết luôn, nhận được thông báo luôn về cái tài khoản YouTube của các bạn. Rồi một lần nữa thì cảm ơn, nhớ đăng ký like, subscribe kênh, bật chuông thông báo liên tục cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.